Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến từ thành phố Bảo Lộc thân thương. Về Việt Nam mình không nhớ bữa nay ngày mấy. Đây là thành phố Bảo Lộc nha anh chị các bạn. Mình ghé Tâm Châu. Tâm Châu này là của Việt Kiều bên Mỹ, người ta về, người ta đầu tư anh chị các bạn. Phải nói là họ đầu tư rất là hoành tráng, là mấy chục năm nay rồi chứ không phải ít đâu. Năm 2009 khi tôi về Bảo Lộc thì chỉ là mới thị xã thôi, mới thị xã Bảo Lộc mà Tâm Châu đã có rồi. Các bạn về Bảo Lộc là không quên ghé Tâm Châu. Tâm Châu làm về trà, cà phê, không những cái còn làm bên những cái dịch vụ nhà hàng, du lịch như cái thác Đam Ri được chính phủ giao cho bán cho Tâm Châu để Tâm Châu khai thác. Từ ngày Tâm Châu khai thác, anh chị các bạn biết cái Đam Ri bây giờ phát triển rất là mạnh, đất đai trong đó phát triển cũng rất là hoành tráng, đất đai trong đó lên giá dù dù. Các bạn thấy dân Việt Nam bây giờ người ta cũng đi xe hơi, đi đâu phải ra hải ngoại mới được đi xe hơi đâu. Mỗi lần tôi về Việt Nam tôi thấy tội có mấy ông mà bỏ quê hương, bỏ tổ quốc ra đi. Ở quê hương thì giàu sang phú quý, sống có người hầu kẻ hạ, làm chủ làm cả, bỏ hết qua đi để được sang Mỹ cho đọc cho sống với cộng sản không không tốt, mà giàu lên cũng nhờ cộng sản, ăn nên làm ra cũng nhờ xứ cộng sản, bỏ hết qua Mỹ ngon hơn, tự do hơn, nhân quyền hơn, đa nguyên đa đảng hơn, dân chủ hơn, mà hơn đâu không thấy. Thấy mình coi như là âm thầm lặng lẽ. Các bạn thấy Bảo Lộc không? Muốn có xe hơi thì xe hơi chạy đầy đường thôi, những cái khu gì nhưng mà quay chỉ có góc như vậy chắc người ta tưởng đâu bên ở đâu bên xứ Tư Bản ha, ở bên xứ 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 bên cái góc nào của Bô Sa, xe Việt Nam chạy còn mới hơn bển Việt Nam, không bao giờ họ chạy họ để chiếc xe mớp méo hay là nó chầy chụa hay là nó bị gách nát, nó bị cái gì một cái là người Việt Nam mình họ cưng chiếc xe lắm, dầu xe cũ chăng nữa là chiếc xe đó phải lành lặn, tại vì họ quý chiếc xe nó giống như là một cái tài sản, như là nó gần như là một cái linh hồn, tới nỗi mà họ đi ra họ còn thắp nhang cho chiếc xe nó được bình yên, họ mua chiếc xe về họ còn cúng chiếc xe để cho nó được tốt. Các bạn thấy họ coi chiếc xe như một cái linh hồn, cho nên dù chiếc xe đó có cũ hay gì đó họ vẫn giữ cái sự đẹp của nó. Còn bên Mỹ nó chạy văng nắp capo ra rớt má làm sao, rớt hông bên này nó dừng bên nọ nó chạy ra, tôi quay nhiều lần anh chị các bạn thấy đó. Bây giờ xe Việt Nam càng lúc càng rẻ, nhưng mà người ta có cần không mới là quan trọng thôi. Vấn đề xe ô tô, xe hơi á anh chị các bạn, người ta có cần để mua không, tại vì nó là một cái tài sản, nó là một cái phương, nó không phải là một cái phương tiện giống như bên Mỹ. Bên Mỹ nó là một cái phương tiện thì nó khác, cái phương tiện thì người ta xài nó, ta xài nó, người ta leo lên, ta cởi đầu cởi cổ nó, cởi nó như con trâu con bò, thì giống như cái chiếc xe Honda ở Việt Nam thôi, nó giống như chiếc xe Honda ở Việt Nam, người ta cởi đầu cởi cổ nó để nó phục vụ người ta, nó phục vụ cho người ta trong cái cuộc sống hàng ngày. Bởi vì mấy cái đám chống cộng nó qua bên hải ngoại rồi nhiều lúc tôi thấy nó ngồi nó phay xe, ô tao qua Mỹ tao mua được chiếc xe Mercedes, chiếc Lexus mà trả góp thấy mẹ luôn. Tập đoàn người ta ở bên Mỹ, người ta về, các bạn thấy ông Tâm Châu này nha các bạn, ông về đó. Các bạn biết hồi những năm tôi về đó, ông bán nhà hàng đó, đi ở Mỹ đó, hồi về đó, là xăng tay áo lên làm với công nhân đó, đổ gác dọn dẹp, bởi vì công nhân đó, nó thương lắm, nó quý. Internet của mình nó hơi yếu nha anh chị các bạn, tại mình mới nạp wifi xài mấy bữa rồi nó yếu nữa. Đấy các bạn thấy Việt Nam bây giờ
ăn nên làm ra thì cứ lo phấn đấu, có tiền thì nước ngoài đi nước ngoài chơi cho biết, ví dụ như có khả năng thì cho con du học để nó học hỏi được cái văn minh, cái khoa học kỹ thuật cao, để nó về sau này nó cống hiến cho tổ quốc, dạy cho nó quê hương, dạy cho nó nguồn cội tổ quốc. Chứ qua xứ người ta rồi sống theo ngoại lai, thằng dân bản xứ nó cốc đầu như con chó, cứ ngồi đó chê Việt Nam. Mà trong khi đó mình ở Việt Nam thì cán bộ công an đụng tới cái chửi gùm sang rồi, lên mạng rồi. Lên mạng là coi như chửi không còn bờ bến nữa. Cộng sản cứ ác với dân, hèn với giặc. Qua bên Mỹ thì thằng Mỹ nó cốc đầu thấy mẹ, nó cứ ngồi đó dạ thưa vâng. Chàng ơi, bởi vậy nhiều khi sao nó chớ chiêu cái cuộc đời. Bởi vậy tôi là cái thằng mà đi ngược dòng giống như con cá đi lội ngược dòng sông. Tôi sống khác ai hết trơn. Có nhiều người nói tôi sao không bỏ quê hương về Việt Nam, ở bên kia làm ăn thế này mà. Không đâu bằng quê hương mình anh chị các bạn. Không đâu bằng hết. Chỉ có quê hương mình là đẹp nhất. Các bạn thấy mùa Covid người ta đi bỏ đi đâu chăng nữa, họ cũng tìm đủ mọi cách để họ về quê hương. Úp, xin lỗi. Ông thuê nhạc sĩ ca sĩ hả? Đi bá ghế. Lo nói là bá ghế người ta. Trong Tâm Châu này càng lúc càng làm ăn thịnh vượng rồi. Tâm Châu này bây giờ là trong ở Bảo Lộc rồi đó chứ không? Các bạn về mà đi vô thăm cái đồi chè của Tâm Châu 3,000. Để mình mới đi một vòng Tâm Châu thôi đó. Quảng cáo Bảo Lộc, anh chị các bạn biết Bảo Lộc năm nay á, là tất cả những cái giới đầu tư đó hiện nay của người Việt trong nước thôi nha. Tôi nói người Việt trong nước thôi. Hôm qua tôi ngồi nói chuyện với một số anh em bên chúng ta làm ăn đó, là cái số hạn dư của Bảo Lộc đã coi như là dư, coi như không thể nào thu về được, không muốn thu về nữa đó. Cái số hạn dư mà chính phủ thu về, người dân họ tấp nập, họ làm ăn, họ đổ xô về đây đó. Và cái số đầu tư trên 3 tỷ đô la. Các bạn biết khủng khiếp không? Tính ra tiền đô đó. Và hiện nay những con số mà chính phủ thu thuế, thu coi như là về thuế, về đất đai, nhất là đất đai bên bất động sản, coi như là dư thừa luôn. Khủng khiếp. Chứng tỏ là cái sự kinh tế Việt Nam nó đâu có bị ảnh hưởng gì Covid nặng nề đúng không? Mà mấy hôm nay tôi theo dõi chứng khoán đó nha anh chị các bạn. Thấy chứng khoán của Việt Nam giao dịch ở bên New York đó, lên gần 17 đô rồi đó. Đây là một cái điều rất là đáng mừng. Mà trong khi những cái quốc gia khác nó rất là điêu đứng. Việt Nam gần như là nói về bệnh dịch đó, nếu mà không có những cái sự lây nhiễm mà nó xảy ra thì các bạn gần như là không biết, không hay gì chứ. Người dân Việt Nam người ta cũng đồng lòng và ý thức nhau là về vấn đề chống Covid lắm. Thì Lợi Minh Like, anh chị các bạn thông cảm, cái nick, cái Facebook của Lợi Minh kia bị tụi nó báo cáo đó. Cho nên Lợi Minh không có trả lời anh chị em các bạn được. Nhiều khi anh chị các bạn thông cảm, anh chị em các bạn chào hỏi, không phải Lợi Minh mất lịch sự hay là cái gì đó, mình không trả lời được, thông cảm. Lợi Minh chỉ chia sẻ với anh chị em các bạn trên live thôi. Còn những ai mà chào hay là hỏi bên ngoài là mình không trả lời được, anh ra thông cảm nha. Bảo Lộc khí hậu đẹp thiệt chứ. Các bạn biết hiện nay về trên Bảo Lộc rồi, tôi về Mỹ Tho phẩm cũng vậy. Mày nội bà con ngồi đâu cũng bàn chuyện làm ăn không, ngồi quán xá chỗ nào vô ngay chỗ văn phòng công chứng cũng vậy, người ta bàn chuyện làm ăn toàn là ngồi nói chuyện làm ăn không. Thấy hàm thiệt chưa. Cái dân mình bây giờ họ sống họ càng lúc cái dân trí và cái sự ý thức rất là cao chứ các bạn. Nhất là qua cái mùa, qua cái vụ đại dịch này. Cái đại dịch này nó đã làm cho người dân mình nó nâng cái dân trí lên. Cái sự hiểu biết của người dân rất là tốt. Theo cái sự đánh giá của tôi. Cái sự đánh giá của tôi được mọi người đồng lòng với nhau. Và họ ý thức về vấn đề ăn sạch, ở sạch, vệ sinh an toàn.
rất là tuyệt vời, không có gì mà chê cả, theo tôi thấy rồi vậy. Để mình lái xe một vòng, mình giới thiệu Bảo Lộc cho anh chị các bạn thấy quảng cáo Bảo Lộc. Bảo Lộc trời mát mẻ, tối ngủ không cần máy lạnh gì hết mà chùm mền luôn á. Không chùm mình là quéo á chứ không phải vợ. Mấy người này, người ta có hai người, người ta ôm thì khác đúng không, còn mình ngủ mình là mình phải chùm mền á chứ không phải là quéo á. Anh chị em các bạn thấy về với quê hương rồi mới thấy cái đất nước của mình nó đẹp như thế nào, chứ không phải giống như mấy cái tụi mà nó xuyên tạc, nó chống phá để mình ghê cái nha chị con. Mình ghê ra cái rồi mình sẽ tiếp. Mỗi lần tôi live stream tôi về nhìn thấy quê hương vậy anh chị các bạn rất là vui sướng, tôi nói thiệt á, trong lòng mình rất là vui sướng. Và tôi thấy chỉ tội nghiệp cho những người họ sống quá ư là ảo tưởng, họ ngồi bên bờ sông bên này, trong bên núi bên kia, tội thiệt chứ. Đây, đây mình quay cho anh chị các bạn, đây đây là trung tâm của Bảo Lộc. Bảo Lộc hồi xưa tôi về đây là chỉ là thị xã thôi, mấy năm đó nó chưa được phát triển mạnh như bây giờ đâu. Bây giờ trong tương lai là Bảo Lộc sẽ là một cái Đà Lạt thứ hai đó anh chị các bạn, cái sự phát triển của Bảo Lộc nó sẽ những cái khu du lịch họ đang khai thác mạnh lắm. Ngày xưa về đây chợ búa rồi nó nhóm theo kiểu hồi thời mới khai quang giống kiểu vậy. Bây giờ nó xây chợ đồ lên đàng hoàng lắm, những cái siêu thị rồi những cái nơi buôn bán sầm uất nó bài bản hơn, nó đi vào ngăn nắp hơn. Các bạn thấy dân Việt Nam người ta xài xe hơi tới nỗi mà ngày hôm qua tôi ngồi nói chuyện với một số anh em, chị các bạn biết số lượng người mua xe hơi ở Mỹ, ở bên trên Bảo Lộc nè, nó tăng một cách khủng khiếp. Người ta đăng ký, người ta mua, người ta đăng ký xe, tại vì bây giờ nó trở thành, càng lúc xe hơi nó trở thành cái phương tiện cho cuộc sống hàng ngày của người ta. Họ đi lại trong vòng 10 năm nữa cái mật độ xe máy từ từ nó sẽ giảm bớt lại, tại xe hơi bây giờ nói là bỏ chừng 10.000 mua được chiếc xe không mới mà cũng không cũ lắm. Anh chị các bạn thấy đó, đây là chỗ này là cái nền của cái chợ cũ ngày xưa, nghe nói là sau này sẽ xây lên chỗ thành một này, một cái khu gọi là dân cư, khu chung cư đó, căn hộ. Thành phố thì nó còn mới nhưng mà nó phát triển rất là tốt, đời sống trên này người ta cũng dân trí cũng khá cao đấy. Tại vì dân trên này đa số là dân tứ xứ họ về đây họ làm ăn, cho nên người ta cần cù, người ta rất là cần cù, họ không có ỷ lại, họ siêng năng, họ làm việc để họ phấn đấu không ngừng anh chị các bạn. Cái dân ngộ lắm, cái dân bản xứ mà nó cái dân không phải là dân bản xứ, khi người ta mà đi di dân á, họ làm ăn họ chịu khó lắm, họ rất là chịu khó. Đây cái chợ cũ ngoài ngày xưa là nó dời ra ngoài đây, đây bây giờ ở đây nó cất nhà lên, bây giờ mấy khu trong này đất đai mất giảm ăn. Khu này nó gọi là Hà Giang 2. Các bạn biết ở Bảo Lộc nó có hai cái khu rất là đặc địa, gọi là cái khu sầm uất Hà Giang, với lại bây giờ nó mở khu đó nó gọi là Hà Giang 2. Hồi xưa tôi về rồi các bạn biết những cái nhà ở đây mới cất lên đó, có 3 tỷ một căn, bây giờ 15-20 tỷ một căn này. Mấy căn này nè mà xưa nó năn nỉ mua luôn, bây giờ 10-20 tỷ một căn dễ sợ, mà vẫn có người mua nha, chứ không phải là ế đâu. Đấy,
Tại bây giờ chợ búa, nhà lồng chợ, nhà chợ đồ đó, người ta phát triển ở bên này. Bắt đầu nó xây dựng lại, nó xây dựng đô thị lại. Khi nó mới dời chợ mà đây thì cũng nhiều người than thở, tại mới mà. Bây giờ sầm uất lên rồi, bữa nay về tôi thấy coi nè. Mấy cái khu này lúc trước là xây nó bị đứng lại. Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng cái kinh tế rớt năm 2008 á. Cho nên cái khu này nó bị chậm lại. Và hôm nay bắt đầu nó phát triển trở lại rồi. Lúc trước mấy chỗ này là bỏ cả chục năm trời, bây giờ bữa nay xây lại hoành tráng luôn. Ngon lành luôn. Wow, bữa nay về mới có năm về trở lại cái khu này. Lúc trước là chỗ này để nhìn quan tàn. Bữa nay còn ngân hàng, chợ, cứ cơ sở đồ mọc lên. Khiếp. Wow. Cái đây là cái nhà lồng chợ, cái chợ được dời vô trong này để mình quay qua bên này cho anh chị các bạn thấy. Hồi lúc trước mà người ta kêu người ta về trong chợ thì bán rất là khó, tại vì ai cũng sợ đổi chỗ á. Đây cái chợ đây là cái chợ cất được 2 tầng, bây giờ đặt nghịch hết trơn luôn. Giờ đặt hết những khu này, bây giờ nhà cửa tăng âm lên. Hồi lúc trước màn ơi, tôi về mấy chỗ này, cái chợ đó thì bị ảnh hưởng kinh tế năm 2008, kinh tế bất động sản nó bị trì trệ lại, là nó quan vô đây nó nhìn nó giống như một cái khu mà xây dựng nó bị quan phế vậy. Mà bữa nay coi nè, ý là một COVID á, anh chị bạn thấy cái mùa COVID mà Việt Nam, cái vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam hiện nay đó. Bởi vì mình không có bị ảnh hưởng nước ngoài nhiều á, cho nên nền kinh tế của mình vững lắm anh chị các bạn. Với lại cái mô hình kinh tế của người Việt Nam của mình, tự cung tự cầu và tự cấp. Màng bữa nay nhà cửa nó mọc lên, bữa nay mà đụng vô là trái tay. Tôi nói anh chị, góc nào mà lúc trước nó rẻ ơi là rẻ. Nói anh chị, có một cái nhà kia có 3 tỷ, cái nhà mà cái khu phố ngoài, bữa nay 15 20 tỷ đụng vô mà còn không nổi. Cái khu chợ này, khu chợ lúc trước nó mới dọn về, chàng ơi nó điều hiu, nó vắng vẻ. Bữa nay nó đông nghịch luôn. Lúc trước người nào cũng than hết. Tôi sống ở đây cả mười mấy năm mà than thở, bây giờ còn là chợ búa. Nhóm sáng, nhóm chiều, nhóm suốt. Đông nghịch. Việt Nam anh chị các bạn thấy tuyệt vời. Cho nên nếu mình chưa bằng ai thì mình cố gắng mình lo mình làm ăn. Nếu mình cố gắng không nổi thì mình phải coi lại cái khả năng của mình đang ở mức độ nào, cái khả năng mình bao nhiêu, chứ không phải nghe Hằng Lợi Minh kể nói là tôi chỉ nói ở cái lĩnh vực nào đó thôi. Còn nhiều khi có nhiều người lên nói Việt Nam khổ chết mẹ, ăn xin ăn mài. Ở đâu mà không có ăn xin ăn mài, nhưng những người ăn xin ăn mài Việt Nam anh chị các bạn biết, người ta cố gắng, người ta đứng lên cái đôi chân của người ta, chứ không phải đi ra kia ngồi chờ ông Trump, ông bầu ba mà chính phủ phải diện chợ. Tôi nói anh chị các bạn biết, nếu mà ông Trump ông thất cử kỳ này thì và cái gói diện chợ cứu trợ cho nền kinh tế Mỹ nó không xuống dưới tay của người dân là nó sẽ kéo cái bất động sản Mỹ rớt. Tại hiện nay rất là nguy hiểm. Tôi ngồi Việt Nam chứ tôi cũng xem theo dõi mệnh. Kinh khủng lắm, chứ không phải giỡn. Chính trị của Mỹ giờ nó còn thua cái nồi chó heo. Chó heo bỏ cho heo nó ăn, nó còn ăn được. Bây giờ nó còn tệ hơn đương heo nó chê. Khủng khiếp. Bởi vì nhiều khi mình thấy đừng để chất xám chảy ra khỏi quê hương, hãy đem nó về anh chị các bạn. Những người mà mơ mộng nước Mỹ, mơ mộng ảo quyền đi ra hải ngoại để kiếm đổi đời, tôi nói quên đi, tôi nói thật đấy. Ngoại trừ anh chị các bạn ra qua hải ngoại có người thân người nhà họ đỡ đầu và có cái cơ sở làm ăn gì đó nó vững vàng thì nó khác. Còn tự nhiên người qua bên đó rồi phải đi giũa neo, đàn ông thì phải đi giũa neo. Cái nghề đó của phụ nữ thì một phụ nữ họ làm, mình không nói đi, tôi không có chê nghề nào. Mình đàn ông mình qua bên xứ người ta ít nhất mình cũng làm công việc gì đó. Tôi nói đi rửa chén thì nó còn đỡ đi,
mà đàn ông 13 đó phải đi làm neo mẹ nó coi. Những cái công việc nó qua đó làm chi, ở bên Việt Nam hét ra lửa, hét con vợ nó ngồi đó nó chỉ dạ vâng. Qua Mỹ rồi con vợ nó cốc đầu ngược lại, bắt đầu mày phải nghe tao, hạnh phúc đổ vỡ, con cái thì không có kiềm chế được, quên đi, có tiền thì cố gắng lo làm ăn. Bây giờ Việt Nam phát triển như vậy, mình làm mình có tiền ăn, có dư có thừa có để. Mèn ơi, bây giờ đi đâu cũng được hết, hộ chiếu Việt Nam bây giờ cầm đi đâu cũng được, đâu người ta cũng cho tới, người ta cấp visa người ta cho tới. Việt Nam ngoại giao mấy trăm quốc gia, bởi mấy cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ nó cứ inbox nó chửi sao mày không về Việt Nam ở đi. Cái quan trọng là mình có tiền, mình biết làm ăn, mình muốn ở đâu cũng được, chứ muốn ở Mỹ ở, muốn ở Việt Nam ở Mỹ có qua đó kiếm tiền đô về Việt Nam thôi, cuộc sống chỉ vậy thôi. Thôi thì lại mình like tới đây, xin chào anh chị các bạn, hy vọng sẽ có tập 2, tập 3, tập 4. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.